Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng sữa đậu nành No. 1 Soya. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là chuyên mục điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Một phụ nữ 61 tuổi bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Sài Gòn mất tích. Bộ Y tế điều chuyên gia chống độc hỗ trợ vụ học sinh iSchool Nha Trang ngộ độc. Giá vàng 4 số 9 và vàng miếng SJC giảm sâu. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhìn xa trông rộng vì nước, vì dân. Đến chiều tối ngày 21 tháng 11, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm dừng công tác tìm kiếm một người phụ nữ nhảy cầu Sài Gòn mất tích do nước chảy xiết. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một phụ nữ 61 tuổi điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 67H106689 lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng về thành phố Thủ Đức. Khi lên đến giữa cầu Sài Gòn, phường 22, quận Bình Thạnh, người phụ nữ bất ngờ dừng xe rồi leo qua lan can cầu nhảy xuống sông. Chứng kiến vụ việc, nhiều người chạy tới ngăn nhưng không kịp, người phụ nữ nhanh chóng chìm xuống lòng sông mất dạng. Vụ việc làm giao thông khu vực cầu Sài Gòn xảy ra ách tắc cục bộ. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn không thấy tung tích nạn nhân. Liên quan việc hơn 250 học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc sau bữa ăn bán trú ở trường, một học sinh lớp 1 đã tử vong. Chiều ngày 21 tháng 11, đại diện Bộ Y tế cho biết đã điều động các chuyên gia chống độc của Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vào Khánh Hòa hỗ trợ công tác điều trị. Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng cùng đoàn công tác vào Khánh Hòa. Theo đại diện Bộ Y tế, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, qua đường dây nóng, đơn vị liên tục trao đổi với lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, đề nghị ngành y tế Khánh Hòa tập trung cao độ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và phương tiện để điều trị, chăm sóc cho các trường hợp bị ngộ độc. Giá vàng miếng SJC, vàng 4 số 9, chiều ngày 21 tháng 11 đồng loạt điều chỉnh giảm về mức thấp nhất trong khoảng một tuần gần đây. Trong phiên giao dịch ngày 21 tháng 11, giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,5 tới 67,5 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Tương tự, các loại vàng 4 số 9 hiện chỉ còn 53,2 triệu đồng một lượng mua vào và 54,2 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 100.000 đồng một lượng so với phiên hôm trước. So với một tuần trước, thời điểm giá vàng nhẫn bật lên quanh ngưỡng 55 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, thì tới nay đã giảm tới 800.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá kim loại quý giao dịch phổ biến ở mức 1.742 USD một ounce, giảm khoảng 8 USD so với cuối tuần qua. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận Định. Thưa quý vị, mặc dù đã đi xa, nhưng hình ảnh về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vẫn còn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Những di sản cố Thủ tướng để lại cho chúng ta vô cùng lớn lao, cả về những đóng góp trong công cuộc xây dựng đất nước và cả những điểm sáng về tư tưởng, đạo đức. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chúng tôi đã có buổi gặp gỡ với ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, người đã có nhiều năm tháng gắn bó và làm việc trực tiếp với cố Thủ tướng lúc sinh thời. Thưa ông, khi mà nhắc đến cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì không chỉ có những công lao, những đóng góp của ông được đề cập đến, mà bên cạnh đó còn là một tấm gương sáng để cho các thế hệ được học hỏi. Và là người đã có nhiều thời gian trực tiếp làm việc với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì ông có cảm nhận gì về những phẩm chất tốt đẹp của cố Thủ tướng ạ? Thủ tướng Võ Văn Kiệt có thể nói là một con người, một nhân cách có rất nhiều cái phẩm chất tốt đẹp, thậm chí là xuất chúng. Mà tôi cảm thấy cái nổi bật nhất chính là cái phẩm chất yêu nước thương dân. Mỗi con người vì dân
luôn luôn nghĩ tới và hành động để phục vụ cho nhân dân. Cái nổi trội thể hiện ở con người của đồng chí đúng như cái tên là sao dân. Thứ hai nữa, đó là một con người rất là năng động, không chịu bó tay trước bất kỳ cái trở lực nào, là một con người có cái tư duy sáng tạo, luôn suy nghĩ theo cái hướng làm sao để mà giải quyết được vấn đề. Và khi đã tìm ra cái lời giải thì là làm một cách quyết liệt, làm tới nơi tới chốn để thực hiện cho được cái bài toán. Đó là một cái con người có thể nói rằng là truyền lửa cho những người xung quanh. Và là một cái con người luôn luôn đó là đặt cái lợi ích của tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Một con người có thể nói là kiên định cái lý tưởng cách mạng của mình. Cho nên ở đồng chí thấy một cái phẩm chất lạc quan cách mạng và kiên quyết, kiên định, nhưng mà lúc nào cũng gần gũi và truyền lửa cho mọi người cùng với mình để thực hiện những cái mục tiêu chung. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được ví như là một người thuyền trưởng đã vững tay chèo để đưa Việt Nam ra khỏi cơ chế bao cấp và là một trong những người tiên phong trong công cuộc đổi mới. Và trên hành trình đó thì Cố Thủ tướng luôn đề cao tinh thần đó là đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Và điều này đã được thể hiện rõ qua những việc làm và hành động của Cố Thủ tướng. Và trong quá trình làm việc với Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì ông có cảm nhận điều này như thế nào ạ? Chúng ta biết rằng cái lúc bây giờ là tại Sài Gòn đây là quân đội Sài Gòn tan rã 400.000. Rồi cái chế độ Sài Gòn từ Trung ương cho tới cơ sở là cũng sụp đổ. Và do đó, đó cái người thất nghiệp quá đông. Bởi vì cái số thất nghiệp cũ, rồi cái số thanh niên trung lính, rồi kể cả cái tệ nạn xã hội, cộng thêm với cái số mà rã ngũ mới đây, thì thành phố đứng trước một cái tình hình thất nghiệp tràn lan. Mà thất nghiệp tức là đói. Cho nên là đồng chí Võ Văn Kiệt chỉ đạo thành đoàn lúc bây giờ tổ chức lực lượng thanh niên xung phong. Thì trong một cái thời gian rất ngắn, cái chủ trương dẫn động thanh niên đi vào cái đội ngũ thanh niên xung phong là một cái chủ trương được lòng dân. Và như vậy được sự ủng hộ của nhân dân. Và thanh niên đó tham gia rất là đông. Và ngày 28 tháng 3 năm 76 thì thành phố ra quân thanh niên xung phong một vạn thanh niên. Thì thanh niên xung phong tức là một tập hợp rất là đa dạng. Thanh niên rã ngũ, quân đội lính rã ngũ, rồi là viên chức công chức của chế độ Sài Gòn cũ, rồi sinh viên học sinh, rồi tệ nạn xã hội, rồi các cô gái lỡ lầm. Do đoàn thanh niên cộng sản, đoàn viên thanh niên cộng sản làm nòng cốt để mà dẫn dắt nhau đi vào lao động sản xuất. Thì đây là một cái tập hợp thể hiện cái đoàn kết dân tộc, thể hiện một cái hòa hợp dân tộc, một cái hình ảnh, một cái biểu tượng của hòa hợp dân tộc đầu tiên rất là sớm ngay sau giải phóng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó mà có thể nói rằng nhân dân rất ủng hộ và đưa thanh niên, đưa cái lực lượng thanh niên xung phong đi các cái tỉnh Nam Bộ và lên tới Tây Nguyên, thì đi tới đâu bà con cũng giúp đỡ,
dạy cả cách trồng lúa rồi chăn nuôi rồi vân vân như thế nào. Cho nên cái lực lượng thanh niên phong đó nhanh chóng nó lột xác, có thể nói như thế, từ một cái tập hợp thanh niên mà ở trong cái chế độ cũ thì có thể nói rằng là ăn bám và phục vụ chiến tranh, bây giờ chuyển sang cái xã hội mới, đi vào lao động sản xuất tự lực tự cường, làm chuyển cái ý thức chẳng những của thanh niên mà cả xã hội, người ta cũng thấy rằng cái con đường phát triển của thành phố, của đất nước phải là đi vô lao động sản xuất. Đấy, cho nên có thể nói đồng chí đã làm theo như là lời Bác Hồ, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công mà. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Ôi, mức thắng, mức thắng! Number One Soya chai mới siêu cool. Sữa đậu nành Number One Soya đóng chai mới với đậu nành tự nhiên, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng. Number One Soya chai mới siêu cool, xương siêu cứng. Sữa đậu nành Number One Soya đóng chai mới, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 21 tháng 11 mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 21 tháng 11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây tín dụng đen do cô gái 21 tuổi tên Nguyễn Thị Nhật Vi, ngụ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cầm đầu đường dây tín dụng đen với lãi suất từ 360% đến 579,6% một năm. Theo điều tra, từ năm 2021, Vi đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook và Zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hàng ngày. Vi và những người khác đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, với lãi suất gấp từ 18 lần đến 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Thông tin này sau khi được đăng tải trên fanpage của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã ngay lập tức nhận về nhiều bình luận từ phía bạn đọc như: "Mới đôi mươi mà mưu mô thật." Bên cạnh đó là nhiều bình luận khác như: "Dù nhỏ tuổi nhưng có làm thì phải có chịu." "Ghê thật, mới 21 tuổi mà đã cầm đầu cho vay nặng lãi." "Hay, bất kể tuổi tác nên dùng hình phạt thật nặng để răn đe." Ban quản lý dự án 7 Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo nhanh về vụ tai nạn lao động xảy ra tại vị trí thi công trụ T15, gói thầu XL03B, dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu phía bờ tỉnh Tiền Giang. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 16:30 ngày 19 tháng 11 tại vị trí thi công trụ T15, khiến một công nhân tử vong. Thông tin này sau khi được đăng tải trên plo.vn đã nhận về nhiều ý kiến của bạn đọc như: "Sinh nghề thử nghiệp, thật đáng tiếc." "Xin chia buồn cùng với gia đình nạn nhân." "Thật đáng thương, đọc mà thấy thương xót." "Hay, vụ tai nạn đã lấy đi nhiều tính mạng rồi." Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay, ngày 22 tháng 11 của Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn. Đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng sữa đậu nành Number One Soya. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.